Khi mùa nước nổi tràn về trên khắp những cánh đồng miền Tây Nam Bộ, thì cũng là lúc những người dân ở đây bắt đầu tất bật với cuộc sống mưu sinh. Trong rất nhiều những nghề dân dã của người miền Tây, thì hái bông súng ma mùa nước nổi là một trong những công việc gắn bó lâu đời và mang đậm vẻ đẹp bình dị, mộc mạc của người dân nơi này. Đặt chân đến Mộc Hóa vào thời điểm này, chúng ta không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ trong chiếc áo bà ba đang chèo xuồng thu hoạch bông súng, và sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp ngọt ngào, lãng mạn của những thuyền hoa đầy sắc màu. Trên cánh đồng ngập nước, đậm màu xám đục của phù sa, hình ảnh đầy màu sắc của bông súng hòa cùng chiếc áo bà ba là cơ hội không thể bỏ lỡ để những nhiếp ảnh gia lưu lại những khoảnh khắc vô cùng sống động, đẹp mắt từ trên cao. Ghé đến miền Tây vào mùa nước nổi, thăm những cánh đồng bông súng bạt ngàn để tự mình thưởng thức và cảm nhận được vẻ đẹp thật đặc biệt của nơi này.